người bạn của tôi ơi, bây giờ mỗi đứa đã mỗi nơi, nhưng tôi vẫn nhớ những ngày tháng đó thật rạng ngời. Có bạn của tôi, tất cả chúng ta cũng khác với nhau, cùng ngồi trên hàng ghế đá, con tim cùng chung nhịp đập hát vang từng câu ca, hợp với tiếng chim càng ngân nga. Lớp học ngày xưa vẫn còn in khắc những kỷ niệm đẹp của chúng ta, những kỷ niệm đẹp mà sẽ không bao giờ bị phai nhòa. Còn nhớ cái lớp chúng ta ngày đó, tụi con chưa chẳng bao giờ chịu ngồi đúng chỗ, thường đi lung tung chọc phá vi phạm kỷ luật, bỏ mặc những lời khuyên dạy của các thầy các cô. Mấy bạn con gái nhỏ nhắn xinh xinh làm cho ai đó rung động, nhưng chẳng dám nói, chỉ biết giấu kín trong tim mình, làm cho tụi con che vốn cứng rắn này đã lung lay, chỉ muốn thể hiện bản lĩnh của chính mình. Và rồi cái ngày cuối cùng cũng đã đến, cái ngày ta phải tự bước đi mà không có bạn ở kề bên. Nhưng dòng nước bút chưa kịp tìm tay nhau thì đã chèn nước mắt. Bạn ơi, cho dù ta đã xa nhau, nhưng con xin bạn hãy nhớ những gương mặt này. Mà ta còn học ở cấp 3, những kỷ niệm chợ ùa về cùng với nỗi nhớ thật chiết da. Còn nhớ lại những giờ chơi đám bạn vui đùa cùng với nhau, đứa ngồi ôn bài, đứa thì ăn sáng, có đám thì chơi đá cầu, có đứa thì lại chọc phá người ta để tạo niềm vui cho riêng mình. Nhưng cũng có khi trêu đùa quá trớn nên lại giận hờn linh tinh. Còn nhớ lại vào những giờ kiểm tra không khí thật căng thẳng, đứa thì tự tin, đứa thì lo lắng, có đứa lại ngồi ăn năn. Bởi lẽ hôm qua chưa kịp học bài vì vẫn còn đang bận chơi, nếu mà không nhờ trợ giúp từ những chiến hữu thì chắc tiêu đời. Còn nhớ lại những mối tình học trò, ôi sao thật đáng yêu, tính tình nhút nhát nhưng thích người ta cho nên cũng ráng liều. Còn nhớ lại những giây phút chưa chọc lẫn nhau trong giờ học, kết quả vài thằng bị phạt đứng lên cũng vì cái tội lóc chóc. Ước gì cho khoảng thời gian vui nhất có thể quay trở lại, dù biết nhiều lúc áp lực thi cử sẽ khiến ta phải thở dài, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ và yên bình, là khoảng thời gian để tạo những kỷ niệm đẹp cho riêng mình. Còn nhớ cả lúc tập võ bút viết bay lượn cũng như ở trong phim, cái hình ảnh ngây thơ mà giờ đây ta vẫn mong tìm. Rồi những giây phút đắc thủ đã để lại biết bao điều bất hủ, quay clip hay chụp hình với bao ký ức để cất tủ. Những đêm mất ngủ với những nỗi nhớ rất cũ, vẫn cứ chơi đùa cùng với những ước mơ đã được ấp ủ. Nhớ là những lúc cấp hồn để đi ra nét, bỏ lòng đô ta vi pha hết lại, không thì đi đá bé. Để rồi bị bắt một đám thì thay nhau đi xin chủ nhiệm. Năm sáu đứa đứng năn nỉ đừng mời phụ huynh, em xin viết kỷ niệm. Cũng may ông thầy dễ tính nên mọi chuyện rồi cũng qua, để lại những kỷ niệm đẹp khi anh em mỗi đứa một nơi xa. Những buổi học thêm trong trường, ôi sao mà chán thế, trong lớp học mà im phăng phắc, ôi sao mà nản thế. Bữa ca thôi tụi mình cứ học đi vòng vòng đâu đó chơi, đó chơi lờ lên đầu ba hồ ma nó chơi, cứ tưởng dễ chơi nó ăn ngờ đâu mà hơi khó. Các ba thằng đều nhăn nhó khi gặp ma thần ở trên đó, sẽ ra câu chuyện có ma như để trở thành thần thoại, nhưng nó để giúp anh em mỗi lúc một gần lại. Yeah.